Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi video clip tiếp theo trên kênh YouTube Dòng Đời TV của mình nha. Trong các bản tin ngày hôm nay có những cái thông tin khá là nóng liên quan đến cái vụ căn nhà số 5 cũng như là những cái thông tin mới từ bên phía mẹ con cô cháu gái. Khi mà tháng 11 đã đến, khi mà chúng ta đang chờ đón ngày 18 tháng 11 tới đây thì tòa án thành phố Hồ Chí Minh sẽ có một quyết định phán quyết cuối cùng về cái vụ căn nhà số 5. Cái vụ kiện kéo dài hơn 2 năm nay cũng đã tốn rất nhiều những cái sự tranh cãi trên cộng đồng mạng và khán giả cũng cảm thấy khá là mệt mỏi luôn. Và mới đây có một cái bài viết khá là sốc của một cái động thái khá là sốc của đồng bọn của bên phía mẹ con cô cháu gái, đó là cái bà Tiên Áo vậy. Bà Tiên Áo thì nói rằng do không có con nên không hiểu được cái chuyện gia đình giữa cha mẹ và con cái cãi nhau rồi hô to tao từ mày. Qua ngay hôm sau thế là cha thương con thương cha như cơm bữa, cho nên con mụ Tiên Áo đưa ghi âm của cố nghệ sĩ lên nói chuyện chú từ Hồng Loan làm cho cộng đồng mạng và khán giả thấy rõ bản chất của cô ta đã có âm mưu từ 10 năm về trước. Mọi người càng ghét cay ghét đắng mẹ con của cô HB nhiều hơn. Tại vì sao? Tại vì mọi người cho rằng mẹ con của cô HB đã thông đồng với bà Tiên Áo này lâu rồi và chửi mẹ con nó rước quỷ vào nhà thì có. Đó thì thực sự thì rõ ràng cái ghi âm đó là bà Tiên Áo đã ghi âm lén chú Năm. Đó là những cái phút trải lòng của các anh em đồng nghiệp trong nghề thôi. Cái chuyện mà ba mẹ mà buồn về con cái đôi lúc là nói không nghe lời hay là cãi ý này là cái chuyện rất bình thường mọi người. Đó, mọi người thấy không, bây giờ trong gia đình của mình có chuyện mà cha con bố mẹ này kia với con cái mà nó không thuận ý là một cái chuyện hết sức bình thường. Lúc trẻ mà ai cũng có sự nông nổi, và dì Loan thì cũng vậy thôi, tại vì thiếu cái tình thương của mẹ nên đôi lúc là không được dạy bảo nó đàng hoàng quý vị. Tuy nhiên nói như vậy thôi chứ còn lúc đó chú Năm thì lúc nào cũng thương con gái của mình hết. Từ câu chuyện mà chú Năm để cho con cháu của mình vào sổ hộ khẩu cũng như là âm thầm sang tên cái tài sản giá trị cho Hồng Loan là cái điều đó đủ chứng minh rồi. Còn cái chuyện mà bà Tao Nghiến, bà rõ ràng là ủng hộ mẹ con của cô cháu gái hết mình, và bà cũng cài cắm để mà đưa cái ghi âm này lên để coi như là công kích bên phía nhà số 5, để cho cộng đồng mạng đó là lên án muốn tẩy chay chị Hồng Loan. Nhưng mà đó là một cái vở kịch. Thật sự lúc đầu mà bản thân mình nghe có video clip đó thì cũng thật sự cảm thấy khá là sốc quý vị. Tại vì cứ nghĩ là bị tụi nó dẫn dắt, nhưng mà khi suy nghĩ kỹ lại và lồng ghép lại những cái thông tin với nhau thì rõ ràng đây là một cái chiêu bài tụi nó đã cắt ghép ghi âm để mà nói xấu, dựng chuyện chú Năm nói xấu Hồng Loan. Đó là những cái âm mưu của bên phía Lô Kinh Kền, thực sự rất là ghê gớm luôn quý vị. Đó, thực sự là chúng ta cần phải đề phòng quý vị. Ở cái điểm mà sắp tới ra tòa thì bây giờ tụi nó cũng đang làm đủ chiêu trò để coi như là chơi cái đòn tâm lý bên phía nhà số 5. Tuy nhiên là chúng ta thấy thời gian dài gần đây thì chị Loan cũng như chị Nay chúng ta là không lên tiếng. Người ta gọi là im lặng là vàng đó. Im lặng ở đây không phải là chúng ta chịu thua thiệt đó, chúng ta gọi như là dưới cơ đó đâu, mà chúng ta im lặng là để chờ bổ sung những cái giấy tờ pháp lý, làm việc với tòa án chức năng, rồi còn cái chuyện đấu võ mồm ở trên mạng thì chúng ta không quan tâm đó. Thêm một cái câu chuyện nữa mà một cái tác giả bài viết chia sẻ về câu chuyện của vợ chồng của Lê Lan, sự nghiệp đang tôi nói là bên bờ vực phá sản. Một cái bài viết khá là hay như thế này quý vị. Tưởng vậy là hay ư, một loại đắng sống dưới tầng đáy của xã hội khi nó muốn dùng ngôn từ đay nghiến của một người nào đó nhưng không đủ trình độ để diễn đạt bằng lời lẽ chua cay, nó đành đem giới tính của người ta ra mà chế giễu. Tưởng như thế là sao cay ư, nhưng ngược lại nó đã phơi bày cho người ta thấy nó chỉ là một cái loại hạ đẳng đáng khinh. Anh nhỉ, mỗi khi gặp chuyện trắc trở là nó khóc lóc van xin cộng đồng mạng thì lôi ba đứa con ra để che chắn, còn khi chửi rủa đay nghiến người đáng tuổi cha tuổi mẹ của mình thì như thế nào? Sao nó không đem ba đứa con nó ra ngồi ngay ngắn xem mẹ nó xúc phạm người lớn một cách thô tục mà hỏi chọc đi, chưa biết mai sao ba đứa con khi trưởng thành giới tính có được bình thường như bao người không mà đi chăm chọc người ta, ông trời đang nhìn đấy liệu mà làm. Đó là một cái bài viết mà tác giả này muốn lên công kích với cái cô Lan Lan khi những ngày gần đây cô ta có những cái động thái, tôi nói dùng cái từ quá đáng là mất dạy, thực sự là mất dạy với một cái người mà đáng tuổi cha tuổi chú của mình, đó là Mã Tư Úc Thanh. Và Mã Tư Úc Thanh thì mới đây cũng vừa đốt 35.000 đô để coi như là muốn
làm cái trả cái tiền mà làm răng cho nó, và má Thanh cũng đã thả hàng trăm con chim để coi như là để phóng sanh dạy dỗ hai cặp vợ chồng của Bàn Thờ và con Le Le khi mà tụi nó có những cái lời lẽ xúc phạm đến giới tính của má Tư. Cái chuyện giới tính là cái chuyện mà rất là tế nhị luôn quý vị. Đó, thực sự người ta sinh ra thì không ai muốn như vậy đâu. Nhưng mà dù gì người ta cũng đáng tuổi cha tuổi chú của mình phải dành một sự tôn trọng. Mình thấy má Tư cũng đâu chơi chọc tụi nó đâu. Tụi nó tự nhiên kéo nhau ra nó chợ ăn đông mua hàng ủng hộ cho má Tư. Xong rồi về đem cái bức tượng Phật bỏ vào cái sọt rác. Đó là một sự xúc phạm rất là nghiêm trọng về cái chuyện Phật pháp. Mà nó đứng trước, nó nói là trước bàn thờ của Quan Âm Bồ Tát, Quan Âm Phật Tổ là nó thề thốt này kia. Thì mọi người nghĩ thứ ai, ai chứng giám cho nó. Bởi vậy nên bây giờ là nó phải nhận một cái sự, một cái làn sóng tẩy chay rất là dữ dội từ cộng đồng mạng, quý vị. Tiếp theo trong cái video clip này cũng có một cái bài viết khá là hay của một cái khán giả rất là trung thành với cô nghệ sĩ cũng như là nhà số 5. Luôn âm thầm theo đuổi cái drama này hơn 2 năm nay và nói là cái lý do vì sao ủng hộ ông Loan, vì sao phải lên án tẩy chay mẹ con của cô cháu gái. Đó là một cái bài viết như thế này quý vị. Có người ủng hộ Loan vì cô ấy hiền, đáng thương, chịu thiệt. Có người ủng hộ là vì fan ruột của ba bé Loan. Có người ủng hộ là đồng cảm về thân phụ nữ. Còn tôi ủng hộ Loan vì tôi ghê sợ những âm mưu và thủ đoạn của một đứa ca sĩ mới lớn 30 mấy tuổi. Đã qua gần 2 năm, ai hiểu thì đã hiểu, ai không muốn hiểu thì cũng phải chịu. Còn những ai vô nửa chừng thì cố gắng lục lại quá khứ để có ý kiến riêng mà không phải bị dẫn dắt. Nếu bảo rằng di chúc miệng chỉ là vui đùa lúc nhậu thì việc lập phi bằng chẳng lẽ cũng là chỉ là vui. Nếu bảo gia đình luôn coi Loan là ruột thịt thì sao khi người vừa mất lại lên tiếng trước cộng đồng mạng là phân trần có chuyện con ruột con nuôi, hay đồng sở hữu, hay là giữ tài sản mà chỉ có cô cháu gái được ưu tiên. Và còn vô số những điều mà không biết vô tình hay là cố ý mà cô cháu gái đã hạ Hồng Loan và nâng bản thân mình từ một số người mà thân thiết bên phía cô cháu gái. Vụ việc gần đây xuất hiện quá nhiều từ những người mà tôi không bao giờ nghĩ tới họ đã làm như thế. Tôi đã lần lên ủng hộ những cái nhân vật như là anh Sang Soàn, anh Nguyên Gió, nên sẽ không bao giờ lên bài đá xéo họ. Như từ vụ Mía Mai, Le Le, thì Lê Tím và một số YouTuber, một số YouTube quay xe. Nhưng nếu như sự thật trên mạng thì họ sẽ mất đi ít nhất một người hâm mộ, đó là tôi. Suy cho cùng, tôi ủng hộ drama này là vì ghê sợ lòng người, vì đạo đức và pháp luật nên vẫn ủng hộ gia đình số 5, dù họ chỉ còn có 3 anh em. Nếu như ai phân trần con ruột con nuôi, con lượm hay là con sói ba la thì cứ việc phân trần. Mượn câu nói của một luật sư đã quay xe, thắng trên pháp đình mới là chiến thắng cuối cùng. Hay nhiều anh chị cứ từng nói, hợp pháp thì lượm lúa. Có lẽ tôi sẽ quay lưng, nhưng đó là một drama khác, chứ không phải drama đòi nhà chó nhờ này. Nhưng đây chắc chắn cũng sẽ là drama duy nhất mà tôi theo. Một cái bài viết khá là hay, mình nghĩ khá là hay luôn, và rất đóng, rất giống với suy nghĩ tâm trạng của Dòng Đài TV. Thực sự là tác giả này ủng hộ Hồng Loan là vì thân phận của đứa con là mồ côi mẹ, bị sự chèn ép của bà cô, cũng như là đứa cháu gái khác họ, cũng như là những cái âm mưu mà tính toán rồi nói tính cái chuyện mà muốn đồng sở hữu, rồi lên tiếng nói về thân phận của chị Loan con ruột con nuôi. Thực sự là những cái âm mưu của mẹ con họ rất là ghê gớm. Để rồi bây giờ được cái gì, chúng ta nhân quả chúng ta nhận được cái gì. Hồng Loan bây giờ được sự yêu mến khán giả, bây giờ suốt ngày đi show khá là bận rộn, bán hàng rồi đi show rồi lo công việc kinh doanh này kia, chứ đâu có phải như mẹ con của nó bây giờ là show chậu thì không ai bút, bán hàng thì ẩm, lên livestream thì bán hàng thì bị ta chửi. Bây giờ để nhận được cái đường dây thì cũng nhắn nhủ một lời cuối cùng với mẹ con vô xích là thôi suy nghĩ lại đi, tại sao mình lại có kết cục như ngày hôm nay, tại sao Hồng Loan nó được yêu mến như vậy. Cái gì cũng có nguyên nhân và lý do hết. Ở đời nó nhớ một điều, cái đồng tiền đó là người ta làm bằng mồ hôi nước mắt của mình, cậu Năm hay là Hồng Loan cái gì thôi đó, mọi người thấy không. Bây giờ là ở trong nhà gần cả 100 tỷ nhưng mà Hồng Loan vẫn tất bật chạy bù đầu bù cổ để mà lo kinh doanh, bán hàng, đi show này kia để kiếm tiền nuôi 5 đứa con. Chứ đâu có phải như mẹ con của nó đâu, cái dựa vào cái nhà số 5 để mà nó là bán để mà ăn chia. Tại vì xưa giờ sống bám quen rồi, hồi xưa thì chú Năm bảo bọc nuôi chiều rồi, muốn gì được đó nó quen rồi, bởi vậy nó mẹ con nó có thói như vậy, nó quen quý vị.
Bởi vậy người ta gọi tụi nó là cái thân tầm gửi, khi mà cái cây con đã chết rồi mà nó cũng không buông tha. Đó là cái điều mà dòng đèn TV muốn gửi gắm đến mẹ con cô cháu gái trong video clip này. Xin kính chúc quý vị một ngày, một buổi tối thật nhiều sức khỏe bình an nha. Cảm ơn và xin hẹn gặp lại các video clip tiếp theo. Có những cái thông tin gì mới liên quan đến chị Ni và chị Loan thì mình sẽ cập nhật ngay lập tức. Quý vị có bất cứ thắc mắc gì có thể đặt câu hỏi hoặc liên hệ qua kênh, qua số điện thoại là 0865 398 038 để gặp gỡ trực tiếp trong đài TV để góp ý ủng hộ cho chị Loan, ủng hộ cho gia đình số 5 sẽ giành chiến thắng trong phiên tòa sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video clip tiếp theo nha.